cả các anh em đến với kênh Sống TV ở sau lưng mình ở đây là chợ Cái Khế. Sáng nay đi đây thì mua mắm của đây cô Năm Tâm. Ok, thì đây là cái loại mắm mà mắm Thái, ăn cũng ngon lắm. Thì lên thay trong chợ mới phát hiện cái tiệm này. Đây, tiệm của chị này bán ba khía. Ok, thì đầu tiên mà nói thì mình sẽ nói về cái tiệm này nó đặt ở đâu trước cái đã ha. Rồi mình sẽ bắt đầu. Đây là cái hướng ngoài đó là hướng đường Trần Văn Khéo của chợ Cái Khế. Thì ngay từ ngoài đường Trần Văn Khéo, các bạn đi thẳng vô xuống tới cuối chợ luôn, thì các bạn sẽ gặp cái tiệm này. Đây, cái tiệm này có đúng một cái tủ, có hai cái tô mắm vậy thôi. Đây là hai cái thao ha. Đây chị bán hàng, chị đang bán cho người ta nè. Thì ở đây chỉ có hai món thôi, đó là đây là ba khía, đây là mắm này mắm gì chị? Dưa mắm. Hả? Dưa mắm là làm bằng đu đủ trộn với lại dưa gan nhầm. Rồi dưa mắm thì làm bằng dưa gan trộn với lại các loại mắm, mà nhìn là thấy ngon rồi á. Ok, dùm lên tí xíu. Đây, đó, những con ba khía chắc mọng. Mình sẽ thử coi. Chào chị. Ba khía bán sao chị? Mấy tiền ký? Ba khía 130 anh. 130, chị bán ở chợ lâu chưa? Dạ lâu anh. Rồi, tiệm của chị là có đúng hai cái loại mắm này thôi hả? Dạ đúng rồi. Chị bán hai loại, bây giờ nó ngon thôi. Dạ. Ok, thử được không? Dạ được á. Cho một miếng. Này. Cái đây. Đây, thử nha. Ôi trời, nó mặn, nó ngọt, nó có thơm mùi tỏi, cay cay, ngon lắm. Chị trộn thì vừa ăn, thì khách mà mua là chị bỏ vô trong cái hũ này để cho anh em mà mang về xa được, đúng không? Dạ, đúng. Còn cái loại kia là dưa mắm. Dưa mắm, cái này bao nhiêu tiền ký chị? Dạ 70.000 anh. Đó, 70.000. Dạ. Anh em đi Cần Thơ thì đây là hai cái món mà anh em có thể mua về làm quà, mà đương nhiên đối với những người ăn mắm được. Rồi, ok, chị lấy giùm em là cái loại này với loại này, mỗi thứ 1 ký ha. Ui chà, ngon quá. Đây, mỗi cái càng nè, mới cắn thử ngay chỗ này, ngon quá. Ôi, cái vỏ nó giòn ha chị ha. Dạ. Tiệm này bà chủ chỉ có đúng hai cái tô mắm. Hồi nãy đi vô đây, cái đi mua mắm này của cô Tám nè. Dạ. Cô Tám này nè, cô Năm Tâm chứ. Dạ. Đó. Mua mắm Thái. Cô Năm Tâm nói là nếu mà ăn ba khía thì xuống đây. Dạ. Đó. Rồi những người mà ở ngay trong chợ người ta giới thiệu thì chắc chắn là ngon rồi. Mà mình ăn thử rồi mình mới mua. Cứ ăn thử đi chị ha. Không thích thì thôi, không mua. Dạ, nhưng mà ăn thử rồi, ngon, đảm bảo. Anh em xuống đây là lô này, cái dưa mắm này ha, ăn với cháo trắng ha. Đó, còn dạ đó, còn cái này là ba khía nè. Ba khía thì ăn với cơm nguội khoai lang ha. Bà chủ dễ thương lắm nè. Cái ba khía này nhắc lại cho anh em là 130.000 một ký. Còn cái dưa mắm này là 70.000 một ký. Thì nó cũng không có quá mắc. Mình cứ mua nhiều ủng hộ cho chị. Biết đâu mốt chị mở thành nguyên cái tiệm mắm lớn ở chợ Cái Khế, đúng không? Rồi, ok. Thì đây là hai cái loại mắm mà ngon ở chợ Cái Khế. Hôm nay kênh Sống TV giới thiệu với các anh em. Ok, và chào tạm biệt, hẹn gặp lại các anh em trong những video clip tiếp theo về cuộc sống vậy thôi. Ok, goodbye, nhớ bấm like, bấm subscribe để ủng hộ kênh Sống TV. Goodbye anh em.